Ok, xin chào anh em. Em là Tú. Hôm nay em Tú mới về được hai chiếc Hublot và hai chiếc này là hai chiếc hàng mới 100% anh em nhé. Ở hai chiếc này thì sẽ có đầy đủ là hộp thẻ cũng như là hộp đi kèm trước theo đồng hồ. Thì trong video này em sẽ không để cái hộp đó ra, tại vì khi mà hai hộp của Hublot này để vào thì nó sẽ bị rất là vướng. Trên tay em là hai chiếc Hublot thuộc dòng Classic Fusion. Và em nó sẽ có cái màu mặt xám tia anh em nhé. Cái màu mặt này nó rất là đẹp khi mà anh em nào mà chán sự màu chán cái màu đen hoặc màu xanh quá nổi bật thì anh em lựa chọn sang cái màu xám này sẽ cực kỳ là đẹp. Cái mặt xám lông chuột này cùng với bộ dây da cá sấu đó, được lót ra cả số này thì đem nó tạo nên một cái tổng thể rất là tuyệt vời. Ok, chiếc này thì sẽ có size là 42mm, phù hợp với những anh em có cổ tay vừa và to đó. Anh em nào cổ tay tầm nói chung là tầm trên 16.5 trên 16 là có thể đeo trước được chiếc đồng hồ này rồi. Phần càng này được làm rất là ngắn nhé, và chúng ta sẽ làm được là cụp xuống đó, nên là khi mà anh em trên tay thì em nó sẽ rất là ôm tay. Toàn thân chiếc này sẽ được làm bằng titanium và anh em có thể thấy mặt số này khi mà em nghiêng qua từng góc độ thì cái mặt số này nó sẽ chuyển đổi màu sắc rất là tuyệt vời. Đó, từ mặt xám đậm đến xám tia, xám nhạt. Đó, rất là đẹp. Cùng với đó là bộ kim cũng như là cọc số được làm bằng thép và được đánh bóng. Bộ cọc số thì sẽ được làm hình kiểu dáng đa giác như là anh em nghiêng qua từng góc độ này, cái cọc số này bắt sáng cực kỳ tốt. Kim dây sẽ được làm nổi bật với phần đuôi sẽ là logo thương hiệu của hãng. Ở góc 3 giờ anh em sẽ thấy được là ta sẽ có là dòng chữ ô lịch và lên background màu đen, chữ trắng rất là nổi bật. Dòng chữ automatic được in ở góc 6 giờ đây, và bên trên này là logo thương hiệu của Hublot. Dòng chữ Swiss Made bên dưới này. Đó. Mặt kính sẽ mặt kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Và chúng ta sẽ có một phần liềng được đính được gắn với thân có qua 6 con ốc này. Đó, đây là một cái thiết kế đặc trưng của Hublot. Và phần càng này sẽ được làm phay xước. Đó. Nói chung là tổng thể chiếc đồng hồ này khi mà anh em đeo thì nó rất là trẻ trung. Chúng ta sẽ có một miếng nhựa composite ở phần dưới liềng này để nối liền giữa phần thân với phần liềng. Đó. Nên là em nó sẽ có một cái điểm nhấn rất là đẹp trên cái phần thân này. Bên cạnh này sẽ có một cái lún và anh em bạn lên có tay. Rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ. Phần thân titanium thì sẽ được đánh bóng ở hai bên cạnh này, và mặt trước phần càng dây thì sẽ được đánh phay xước. Cùng với đó là hai con ốc để giữ bộ dây ở bên trong. Đó. Trước này sẽ đi kèm là một bộ dây cá sấu, một bộ dây cao su được lót da cá sấu màu ghi xám anh em nhé. Nói chung là bộ dây jean của Hublot thì hãng phối màu rất là đẹp. Cái bộ dây này cực kỳ là led cạnh cũng như là anh em nhìn thấy được các đường chỉ ở đây. Đó. Cực kỳ là tinh tế luôn. Bộ dây cao su rất là mềm, anh em đeo sướng như dây da vậy, sướng hơn dây da, nhưng mà độ bền nó sẽ càng cao hơn. Ở bên cạnh này em sẽ có một phần lúm, phần khóa nhé. Khóa chiếc này sẽ là khóa bấm chống, khóa bấm dấu dây. Đây là khi mà anh em lên tay thì bộ khóa này sẽ rất là đẹp. Mặt trong khóa sẽ đánh bóng cũng như đánh phay xước. Và khi em đóng khóa lại thì anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có là logo thương hiệu của hãng. Mặt sau dây thì sẽ có đầy đủ thông số cũng như là thương hiệu của hãng. Em này sử dụng bộ máy là HUB11110. Thì bộ máy này có một thông số khá là ổn định với 25 chân kính, tần số tác động là 28.800 và thời gian tích cót là 38 tiếng. Size số của bộ máy này thì sẽ rơi vào khoảng tầm 8 đến 10 giây một ngày. Đó là size số cho phép của hãng, còn thực tế thì em nó sẽ chuẩn xác hơn. Mặt trong bộ máy này thì anh em thấy được là đánh rất nhiều đường phay xước nhé. Và ở bên góc 12 giờ đây, anh em có thể thấy được là dòng chữ SW300. Bộ máy
rất là tuyệt vời của Hublot. Ở bên bên ngoài thì anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có các dòng chữ Hublot Classic Fusion và số series. Mặt đáy sẽ được gắn liền với thân khoa 6 con ốc. Rất là đẹp. Ok, em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhá. Mặt xám size 42 thì khi mà anh em trên tay nó cái màu này hiện đang rất là hot cái màu này. Rất đẹp đúng không anh em? Ok thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng mới 100%, đầy đủ là hộp thẻ bảo hành hãng 25, bảo hành soi em 25, lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày, cam kết hàng chuẩn chính hãng và em nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Thì bên em đang bán một cái mức giá là tốt cho anh em là chưa đến 140 triệu anh em nhá. Đó. Anh em nào quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Anh em có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0366 621996. Em có thể anh Tú rất hân hạnh được trò chuyện cùng với anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào và gặp lại anh em.